một căn biệt thự sân vườn rất là đẹp. Mời quý vị cùng Hồng Sơn tham quan chi tiết căn biệt thự sân vườn này nhé. Căn biệt thự này có diện tích chiều ngang là 8,5m, chiều dài là 60m, có hướng Tây Nam. Có view sân vườn xanh mát, ở đây là khu vực view sân vườn phía trước của căn biệt thự này. Căn biệt thự này được xây dựng một triệt một lầu trên cùng, chủ nhà lợp ngói thái, có view rất là mát mẻ có tiểu cảnh hồ non bộ có hồ cá coi phía bên trái màn hình quý vị đây mình cùng tham quan hết khu vực view sân vườn này rồi mình sẽ vào trong tham quan chi tiết ở trong khu vực sân vườn đây được chủ nhà trồng những cây cảnh bonsai thiết kế ở khu vực này và ở ngoài thì có sân đậu xe hơi ở ngoài nhà có hướng Tây Nam Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0983 155 009 để đi xem trực tiếp căn nhà này. Ngoài ra, Hồng Sơn còn đăng rất là nhiều sản phẩm bất động sản tỉnh Bình Dương trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage điều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn mà trên YouTube không đăng hết được. Hồng Sơn có đăng trên Zalo rất là nhiều. Quý vị xem nhớ ấn follow, ấn theo dõi nhà đất Hồng Sơn để xem được nhiều sản phẩm giá tốt nhất quý vị nhé. Và đây là con đường phía trước của căn nhà. Phía trước là con đường nhựa rộng 8 m đây quý vị. Đường nhựa rộng 8 m. Đường này thông ra chợ tầm khoảng 1 km và ra trường học cấp 1, cấp 2 cũng tầm 1 km thôi quý vị nhé. Quý vị hãy đăng ký kênh Nhà đất Hồng Sơn để xem được nhiều video mới nhất. Và đây là cổng của căn nhà. Cổng được chủ nhà làm hai cánh lớn ở khu vực này. Phía ngoài thì chủ nhà Trồng một cây xoài đây quý vị nhé Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo Những video mới nhất mà Hồng Sơn đăng lên nhiều sản phẩm trên kênh Youtube Nhà đất Hồng Sơn Hồng Sơn quay chi tiết cho quý vị xem và tham khảo Quý vị nào thấy căn nhà này hợp lý, muốn đi xem thì hãy alo với Hồng Sơn để hẹn chủ nhà đi xem trực tiếp Bên phải là khu vực để xe hơi ở đây quý vị ở đây thì mình có gara để xe hơi ở đây vào trong thì hai bên đều là hai hàng cao cũng như là những hàng cây cảnh để mình di chuyển vào trong căn nhà ở đây thì có cây xanh và những thảm cỏ làm tạo đồi rất là đẹp căn biệt thự nhà vườn này có tổng diện tích là 488 m2 đang được chính chủ gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 8 tỷ 500 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã tư Miếu ung Cù, giao nhau giữa thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Căn nhà này cách với ngã tư Miếu Ông Cù tầm khoảng là 3 km. Di chuyển đi các khu vực như thành phố Thủ Dầu Một cũng rất là gần, di chuyển đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì hết tầm khoảng 20 đến 25 km quý vị nhé. Và đây là hồ cá coi phía bên trái của căn nhà vườn nhà mình. Xung quanh thì có những thác nước và được chủ nhà trồng những cây cảnh. Phía bên phải có lối hành lang đi ra phía sau rộng tầm gần 2 mét. Và phía sau có view sân vườn trồng rau nuôi gà ở phía sau. Đây là con đường ra sân vườn phía sau quý vị. Nhà có diện tích dài lên tới là 60 mét tha hồ mình làm view sân vườn và được xây dựng một căn nhà một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lợp ngói. Mình nhìn lại cái view sân ở ngoài rồi cùng vào trong tham quan chi tiết ở trong. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ video mới nhất mà Hồng Sơn đăng lên cho quý vị xem. Khu vực tầng trệt thì sẽ có phòng khách rộng rãi, có phòng ngủ và có phòng bếp đây là khu vực phòng khách rộng rãi của căn biệt thự này. Chủ nhà thiết kế một căn nhà một triệt một lầu sử dụng nội thất cao cấp và tường thì được chủ nhà xây tường 20. Một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở do điều kiện công việc chủ nhà cần chuyển tới chỗ ở mới nên bán căn nhà này lại cho quý vị nào có duyên với căn nhà này. Tổng diện tích gần 500 m2, rất là nhiều quý vị nha. Cụ thể là 488 m. Trần chỉ thạch cao cũng được chủ nhà làm trần rất là đẹp và có cửa sổ bên hông, tường xây tường 20, cửa sổ dùng hai lớp quý vị. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính 80. Bây giờ mời quý vị di chuyển vào trong tham quan tiếp khu vực ở trong. Trong đây là khu vực phòng ngủ ở tầng trệt cũng như là phòng vệ sinh, phòng ăn và ở ngoài cửa thì được chủ nhà làm một tủ rượu kệ ở đây và đây là lối cầu thang lên trên đây quý vị đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt phía bên trái quý vị và ngoài đây là phòng ngủ tầng trệt đã khóa cửa rồi quý vị nhé mình di chuyển vào trong tham quan khu vực ở trong phòng vệ sinh rộng rãi ở tầng trệt. Trong đây là khu vực phòng bếp của căn nhà quý vị này. Một căn nhà vườn, một trệt một lầu chính chủ xây ở trên lợp ngói. Khu vực bàn ăn, 6 ghế và xung quanh thì có view bếp rộng rãi ở đây. Như thành phố Thuận An, thành phố Di An và thành phố Tân Uyên. Đây là khu vực sân vườn phía sau, có nuôi gà, trồng rau ở đây quý vị nhé. Một căn nhà có view sân vườn cực kỳ đẹp, có view cây cảnh cũng như là khu trồng rau, nuôi gà. Đây quý vị, từ vị trí này mình nhìn ra con đường cũng như view sân vườn phía trước cực kỳ rộng luôn. Và bên đây thì có hành lang đi ở bên hông. Đây quý vị. Con đường này sẽ ra view sân vườn phía sau vừa rồi quý vị xem. Và đây là con đường ra phía trước. Đường bên hông rộng tầm 2 mét. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông cũng như lưu số điện thoại của nhà đất Hồng Sơn để đi xem nhà. Alo cho Hồng Sơn nhé. Ngoài những căn biệt thự nhà vườn ra thì bên nhà đất Hồng Sơn còn rất nhiều căn nhà phố, nhà góc hai mặt tiền cũng như là những lô đất, dãy trọ hoặc là những mặt tiền kinh doanh buôn bán ở khu vực tỉnh Bình Dương. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để trao đổi vì còn rất nhiều sản phẩm bất động sản ký gửi mà Hồng Sơn không quay hết lên YouTube được. Nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để Hồng Sơn gửi nguồn cho quý vị xem và tham khảo trước. Đỡ mất thời gian đi xem. Quý vị ưng thì à, sẽ gặp chính chủ thương lượng giá cả và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà lầu trên có thêm hai phòng ngủ và có khu vực phòng sinh hoạt chung phòng tập thể dục thể thao và đây là phòng vệ sinh ở lầu trên đây là khu vực sân thượng sau sân thượng sau thì mình có thể thiết kế kê máy giặt phơi đồ ở đây cũng được tuy nhiên chủ nhà kê máy giặt phơi đồ ở hành lang ở dưới quý vị nhé và từ trên đây mình nhìn xuống cái view sân vườn phía trước được và phía sau. Nóc trên đây thì chủ nhà để hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời ở cái tum này. Còn ở ngoài thì chủ nhà lập ngói thái. Hành lang chủ nhà để rất là rộng quý vị nha. Một căn nhà một triệt một lầu có đầy đủ công năng. Và bên tay phải mình có phòng ngủ thứ ba và đây là ban công bên hông của căn nhà đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà quý vị nhé nhà có địa chỉ tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương tuy nhiên giáp danh với thành phố thuận an tỉnh bình dương gần ngã tư miếu ông cù quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ trực tiếp với hồng sơn để xem trực tiếp để có giá tốt nhất phía trước là khu vực phòng thờ cũng như là ban công sân thượng phía trước của căn nhà video của hồng sơn đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã theo dõi video nhớ đăng ký kênh và lưu số điện thoại của hồng sơn để đi xem nhà alo trực tiếp cho hồng sơn nhé